Cháu cũng đi học hơi muộn, xin cô đi đá bóng đi học hơi muộn thì sau rồi gì về thì bảo là trốn học, sau gì đôi lên nhà cô thì đánh. Thì đánh thì sau cô bảo không phải thì sau cô can, sau gì lại lôi về nhà thì đánh á. Dùng cái gì để đánh cháu? Ở trên nhà cô dùng tay, Thế còn khi về nhà? dùng que gậy cản chổi, Dùng que gậy chỗ đánh vào đâu? đánh vào chân tay. Đánh vào chân tay. Thế còn những cái trận đòn trước đó thì lấy cái gì để đánh cháu? Cũng bằng que gậy cản chổi. Bằng que gậy. Có bao giờ dùng đến xích sắt để đánh? Có một lần dùng xích cả dùng dây điện. Khi mà đánh thì bố cháu có biết không? Có. Bố cháu có phản ứng gì không? Thế cháu lúc ấy cháu có cầu cứu bố cháu không? Tại sao không? Thì cháu cũng xin nó nhưng gì cứ đánh gì bố cáu cứ bảo cứ đánh. Bố cháu bảo lại đánh thêm. Vâng. Chứ còn bình thường ở nhà thì cháu thường bị đánh trong những cái trường hợp như nào? Thì sau gì cứ bảo là cô điện về nhưng thật ra không phải. Ý chú muốn hỏi là không phải cái đợt mà cái hôm mà cháu đi Vâng. học muộn đấy thì có Hôm những nào cái cũng thế thì gì cứ bảo là cô điện về nhưng thật ra không phải. Chứ gì đánh. Bố mẹ chia tay, gần 2 năm sống cùng bố, những tưởng sẽ có cuộc sống êm đềm như chúng bạn. Tuy nhiên, ký ức của cậu bé 14 tuổi này chỉ toàn là những trận đòn roi mà mỗi khi nhớ lại, em vẫn còn rùng mình khiếp sợ. Dù rất thương cháu ngoại, nhưng ông Hoàng Đức Hồng dường như cũng bất lực. Sống gần hết một đời người, ông chẳng thể ngờ người từng gọi mình bằng cha lại làm ngơ cho dì ghẻ hành hạ dã man con ruột của mình. Thế mà nó đánh là nó đóng cổng đóng cửa ở ngoài không biết. Tôi đã có những lúc nghĩ là nhờ xung quanh đấy, tức là con nhà hai bác nó bảo nếu phát hiện ra thấy nó đánh thằng cháu ấy thì các anh các chị cố gắng quay lại cho tôi lấy một vài cái hình ảnh khi nó đánh để tôi có cái cách để tôi làm xử lý nó. Thế nhưng mà không làm sao quay được, nó lại thế cơ. Chỉ có khi nào nó xuống đây thấy hiện tượng nó khác mình xem thì bây giờ nó mới kể, hoặc là xung quanh người ta cứ bị đòn thì người ta biết, người ta gặp tôi thì người ta lại nói lại thì tôi biết thôi, chứ còn thì nếu lúc nó đánh thì có ai biết được đâu, không ai biết được cả. Liên quan đến vụ bạo hành nghiêm trọng này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Liên Hà cho biết hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.